Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Bản tin hôm nay thứ ba 24 tháng 5 gồm một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Trudeau tuyên bố cấm Huawei để giữ cho người Canada an toàn hơn. Chính phủ Canada xem xét vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Đan Mạch sẵn sàng cung cấp vaccine ngừa đậu mùa khỉ. Tội phạm Nga đầu tiên bị Ukraine kết án chung thân. Canada và bốn nước khác rời phòng họp APEC khi đại diện Nga phát biểu. Sau đây là phần tin chi tiết. Ông Trudeau tuyên bố cấm Huawei để giữ cho người Canada an toàn hơn. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết quyết định bị trì hoãn từ lâu của chính phủ ông về việc cấm hãng viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia mạng không dây 5G sẽ giữ cho người Canada an toàn và bảo mật trong tương lai. Tuyên bố tại Septin vào cuối tuần qua, Thủ tướng Trudeau bảo vệ quyết định của chính phủ về việc cấm nhà cung cấp thiết bị viễn thông vì lý do an ninh quốc gia. Ông nói với các phóng viên, mọi quốc gia đều có quyền và trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh cho công dân, cho các cơ sở kinh doanh của mình, cho mạng viễn thông của mình. Ông nói tiếp, chúng tôi đã dành thời gian để phân tích kỹ lưỡng tình hình, xem xét tất cả các yếu tố, xem xét rất kỹ những gì các đồng minh và đối tác của chúng ta đang làm trên khắp thế giới, và chúng tôi đã đưa ra quyết định tiến bước theo cách bảo đảm an toàn cho người Canada. Trong khi thế giới tiến tới 5G, công nghệ sẽ bao phủ chúng ta nhiều hơn bởi các thiết bị được kết nối với Internet. Việc chính phủ tự do chọn cấm Huawei không có gì đáng ngạc nhiên. Các hãng viễn thông lớn của Canada đã thông báo rằng họ sẽ không mua thiết bị của Huawei mới khi phát triển mạng 5G. Trên thực tế, Huawei đã bị loại khỏi thị trường 5G ở Canada mà không có thông báo từ Ottawa. Tuy nhiên, quyết định của chính phủ yêu cầu loại bỏ thiết bị Huawei khỏi các mạng viễn thông hiện có mà không có bồi thường từ chính phủ liên bang đã không được dự đoán trước. Huawei luôn khẳng định họ độc lập với chính phủ Trung Cộng, nhưng một số đồng minh an ninh thân cận nhất của Canada, bao gồm Mỹ, Anh và Úc, đã bày tỏ lo ngại rằng công ty có thể bị Bắc Kinh sử dụng để do thám các mạng viễn thông phương Tây. Chính phủ Canada xem xét vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Chính phủ liên bang cho biết họ đang xem xét khả năng sử dụng vaccine đậu mùa smallpox để bảo vệ người Quebec khỏi sự bùng phát mới đây của bệnh đậu mùa khỉ monkeypox. Trong một cuộc họp báo vào cuối tuần qua, Phó Giám đốc Y tế Công cộng Tiến sĩ Howard Andrew cho biết vaccine đậu mùa không còn sử dụng ở Canada kể từ năm 1970, dường như có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ, và chính phủ liên bang đang xem xét việc sử dụng nó cho bệnh đậu mùa khỉ. Ông Andrew nói với các phóng viên, chúng tôi có một số liều lượng và chúng tôi luôn sẵn sàng. Vào lúc này, chúng tôi đang nói chuyện với tỉnh bang về việc có thể sử dụng nó. Việc tiêm chủng đậu mùa đã kết thúc ở Canada vào năm 1972 sau khi các mũi tiêm giúp loại trừ căn bệnh này. Nhưng Giám đốc Y tế Công cộng Theresa Tam cho biết đang có các cuộc thảo luận ở Canada và khắp nơi trên thế giới về việc xem xét hiệu quả của chúng đối với bệnh đậu mùa khỉ. Bà cho biết Canada có nguồn cung giới hạn đối với những loại vaccine đó trong kho, nhưng bà không thể cho biết con số chính xác vì lý do an ninh. Đầu tháng này, Cơ quan Y tế Công cộng Canada đã đặt hàng 500.000 lọ vaccine đậu mùa Imvamune. Loại vaccine này cũng có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, những liều thuốc này sẽ không được giao cho đến tháng 4 năm 2023. Cho đến nay, sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ dường như đã được kiềm chế ở Quebec, mặc dù tiến sĩ Tam cho biết có một vài trường hợp đang được điều tra ở British Columbia. Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội cho biết rằng các cuộc điều tra đang được xúc tiến để xác định mối liên hệ giữa các trường hợp được phát giác ở khu vực Montreal và xác định những người có nguy cơ tiếp xúc và thông báo cho họ về các biện pháp bảo vệ. Các giới chức y tế công cộng Quebec cho biết không có lý do gì để hoảng sợ trước sự bùng phát ở Quebec vì việc lây truyền bệnh đậu mùa khỉ được cho là do tiếp xúc lâu dài và gần gũi với người bị bệnh. Họ cũng nhấn mạnh rằng nó ít lây lan hơn các bệnh khác như cúm và COVID-19. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt,
mệt mỏi và nhức đầu trong vài ngày đầu tiên bị nhiễm, sau đó là nổi ban trên mặt và các bộ phận khác của cơ thể. Đan Mạch sẵn sàng cung cấp vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Theo thông tấn xã Bloomberg, ngày 23 tháng 5, công ty dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic đang thảo luận về việc cung cấp vaccine với một số quốc gia đã phát giác ra các ca bệnh đậu mùa khỉ. Giám đốc tài chính Henrik Juyen cho biết công ty dược phẩm Đan Mạch có thể sản xuất tới 30 triệu liều vaccine trong năm nay nếu cần thiết. Ông Juyen nói, chúng ta có thể thấy các chính phủ đã học được bài học từ COVID-19 và muốn được chuẩn bị sẵn sàng. Bavarian Nordic sẵn sàng thay đổi kế hoạch sản xuất để có thể sớm cung cấp vaccine. Vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ của Bavarian Nordic đã được Mỹ và Canada phê chuẩn. Công ty đang thúc đẩy để sản phẩm được sử dụng tại Liên minh châu Âu và một số thị trường lớn khác. Tuần trước, Bavarian Nordic đã ký hợp đồng cung cấp vaccine cho một quốc gia không tiết lộ danh tính ở châu Âu. Ông Juyen cho biết, chúng tôi đang thảo luận chủ yếu với các nước đã có người mắc bệnh. Một số đã dự trữ vaccine của chúng tôi và có thể ứng phó. Chúng tôi cũng đàm phán với một số nước khác chưa có ca nhiễm. Vaccine đậu mùa khỉ của Bavarian Nordic được tiêm thành 2 mũi với công suất 30 triệu liều. Bavarian Nordic có thể cung cấp vaccine giúp bảo vệ 15 triệu người. Ông Juyen cho biết nhu cầu vaccine khó có thể vượt quá công suất của hãng. Nhưng nếu điều này xảy ra, Bavarian Nordic có thể ký hợp đồng mở rộng sản lượng với các nhà sản xuất dược phẩm khác. Tội phạm Nga đầu tiên bị Ukraine kết án chung thân. Tòa án Ukraine tuyên án tù chung thân với Vadim Shishimarin, binh sĩ Nga 21 tuổi, với cáo buộc sát hại một thường dân ở làng đông bắc nước này. Thẩm phán Sergei Agafonov kết án tù chung thân đối với Vadim Shishimarin trong phiên tòa tại thủ đô Kiev của Ukraine hôm thứ Hai, vài ngày sau khi binh sĩ này thừa nhận các cáo buộc gồm tội phạm chiến tranh và cố ý giết người. Shishimarin im lặng và không bày tỏ cảm xúc khi nghe phán quyết. Theo cáo trạng của Ukraine, Shishimarin đã thực hiện mệnh lệnh phi pháp do cấp trên đưa ra và bắn nhiều phát đạn vào Oleksandr Shilipov, thường dân 62 tuổi, ở tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine, hôm 28 tháng 2. Đây là lần đầu tiên Ukraine xét xử lính Nga với cáo buộc tội ác chiến tranh kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Giới chức Ukraine đã thúc đẩy các nỗ lực điều tra cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh. Tổng công tố Ukraine Irina Venediktova thông báo dự trù xét xử 41 binh sĩ Nga với cáo buộc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, sát hại, cướp bóc và cưỡng hiếp thường dân. Mặt tư khoa liên tục bác bỏ các cáo buộc của Kiev và phương Tây, đồng thời nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Canada và 4 nước khác rời phòng họp APEC khi đại diện Nga phát biểu. Các đại diện Canada và 4 quốc gia khác đã rời khỏi phòng họp khi một đại diện từ Nga bắt đầu phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng thương mại trong nhóm Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở thủ đô Thái Lan. Một giới chức Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Koichi Hayuda và những người đồng cấp của ông từ Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan và Canada đã bước ra khỏi cuộc họp ở Bangkok để phản đối việc Nga xâm lược Ukraine. Giới chức này muốn giấu tên vì không được phép phát biểu với truyền thông. Một tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất cảng Tân Tây Lan Damian O'Connor cho biết ông đã bỏ ra ngoài để phản đối việc Nga xâm lược Ukraine. Điều đã làm chậm sự phục hồi kinh tế của khu vực sau COVID-19 và khiến cho dân trong khu vực khó có thức ăn trên bàn của họ. Một giới chức Hoa Kỳ tại Bangkok đã xác nhận việc bỏ ra khỏi phòng họp nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông yêu cầu không nêu tên, có sự nhạy cảm ngoại giao khi nói về sự việc vì các cuộc thảo luận được tổ chức trong phiên họp kín. Năm nay, Thái Lan là quốc gia chủ nhà cho các cuộc họp của APEC, bao gồm 21 nền kinh tế. Cuộc họp của các bộ trưởng thương mại kéo dài 2 ngày, kết thúc vào ngày 22 tháng 5. Một nhà ngoại giao Đông Nam Á giấu tên cho biết, việc rời phòng họp diễn ra ngay khi Maxim Reshetnikov,
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga bắt đầu phát biểu. Ông cho biết các đại diện của 5 quốc gia phản đối và thành viên trong phái đoàn của họ đã cùng nhau đi ra ngoài trong hành động dường như rõ ràng đã được lên kế hoạch và chỉ quay trở lại sau khi Zhivtsov chấm dứt bài phát biểu. APEC được thành lập vào năm 1989 nhằm thúc đẩy tăng trưởng bằng cách thúc đẩy hội nhập kinh tế và thương mại giữa các thành viên. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.